Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Nguyễn Tấn Tài. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về việc học quản phối khí có dễ. Học quản phối khí để làm gì? Đó là một cái có nhiều người bạn nếu mình biết về chuyên môn về âm nhạc á, thì có thể biết đây là việc phối nhạc cho một ca khúc. Thì còn các bạn thì không biết thì sao, nghe từ này lạ quá. Vậy để phân tích việc này và chúng ta cần những công cụ nào để mà chúng ta thực hiện việc hòa âm phối khí và cần những kiến thức nào để mà chúng ta làm việc này, thì xin mời các bạn cùng theo dõi video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video, và đừng quên like và subscribe cho kênh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích về việc học quặng phối khí có dễ này. Và chúng ta bước đầu tiên, vậy thì chúng ta xem coi quặng phối khí nó là cái gì. Chúng ta chỉ cần hiểu nôm na đó là việc đây là một ca khúc mới, và để cho nó có một cái bản nhạc beat, cái bản nhạc để cho mình hát. Vậy thì cái người tạo ra nhạc beat đó chính là hòa âm phối khí đó. Vậy thì trong cái hòa âm phối khí nó có gồm có những gì? Hòa âm đó là sự kết hợp rất là nhiều âm thanh, ví dụ như là về một số nhạc cụ, một số các cái cách đi hợp âm, rồi cách mà chúng ta sắp xếp giữa hợp âm này và hợp âm kia nó đi như thế nào, và sự đan xen giữa các nhạc cụ nó ra sao, là cách mà nó giống như một cái sự sắp xếp có ý đồ. Rồi tiếp theo là đó là phối khí. Phối khí đó là dùng những cái nhạc cụ tạo nên màu sắc cho từng câu, từng đoạn và từng tầng khác nhau. Ví dụ như chúng ta nghe một bài hát thì nó có rất là nhiều tầng, mà nếu mà chúng ta phân tích thật kỹ cho một bài hát thì thôi thì rất là nhiều, có 20 cách. Cách đây là những cái tầng âm thanh cho từng nhạc cụ. Đó là nói về cái mức độ trung bình trong một cái ca khúc. Ví dụ tầng bây giờ mình phân ha, phần tầng mà thấp nhất đó là bass. Bass là guitar bass nè, đi. Rồi tiếp theo nó là tầng kế tiếp, nó là trống. Ví dụ như bài này có thể loại là đánh pop ballad đi, thì chúng ta sẽ phối với bộ trống da, hay là chúng ta phối với bộ trống điện tử, hay là chúng ta phối với những loại trống khác, tùy vào mình, tùy vào ý tưởng của mình. Hay là mình tôi không thích gì mình đánh chỉ cần trống cajon với guitar, ví dụ vậy. Đó là cũng là những cách mà bước đầu tiên chúng ta phải chọn, chúng ta phải lên ý tưởng cho cái bài. Ví dụ như bài của mình sáng tác là một việc, và mình muốn làm sao làm, nhưng mà bài của người khác đưa cho mình làm á, người ta có yêu cầu. Ví dụ như anh phối cho tôi theo cái kiểu gì đó giống cái bài gì đó, giống cái bài kia kìa, tôi thích. Hay là bài tôi đang có ý tưởng là viết giống cái loại đó đó, thì anh hãy làm đúng cái loại đó. Ví dụ như anh đánh xong mà nó nghe nó giống như là nhạc vũ trường, ví dụ như. Hay là anh đánh cho tôi cái bài này nó giống như là nhạc cách mạng vậy, hay là nhạc bolero, là habanera, hay là tùy từng dòng, hay là đánh theo những cái thể loại R&B ví dụ vậy. Thì tùy vào mức độ yêu cầu của khách hàng hay là của người khác, mình sẽ có lên ý tưởng những cái nội dung, hay là lên ý tưởng cho những cái bộ tiếng, bộ điệu đó. Rồi hồi nãy mới nói với cái trống thôi, bây giờ tiếp theo ngoài trống ra thì chúng ta sẽ có những gì? Tiếp theo đó là guitar. Mình guitar đệm, tùy mình có thể mình guitar guitar solo cũng có nè, guitar thùng cũng có nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có đệm
đàn phím, ví dụ như organ nè, rồi piano nè, rồi một số bộ gõ đó, một số bộ gõ như những cái tiếng cốc, tiếng keng, tiếng đủ thứ, thì nó sẽ tạo cho cái màu sắc của cái bài đó. Ví dụ như bài về thể loại dân ca thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái tiếng mõ, hay là nó có tiếng, những cái tiếng hú nghe nó hơi buồn, hay là nó tùy, nó rất là nhiều màu sắc để mà tạo nó. Vậy thì chúng ta sắp xếp nó. Rồi tiếp theo nữa, ở tầng trên thì chúng ta sẽ làm cho nó có những cái bộ, ví dụ như là mình làm cho nó lót nền, ví dụ như bộ trin. Bộ trin thì cũng có là violon, viola, cello, công tơ bass gì đó, thì nó sẽ làm cho dày lên cái nền. Rồi tiếp theo nữa là những cái tiếng lót câu, ví dụ như trong bài của mình ý tưởng nó là cái gì đó, thì ví dụ như nó có những cái tiếng lót của đàn piano, của tiếng lót của từng kèn saxophone, hay là của blues, của sáo, oboe, tất tần tật, rất là nhiều nhiều rất là nhiều nhạc cụ để mà chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp từng cái dòng nhạc khác nhau, từng cái cách thể hiện khác nhau đó. Rồi đôi khi cũng là do mình nữa, ô tôi thích cái loại nhạc cụ này nè, phối vô đây nó mới hay, nó mới lạ, nó mới khác người ta, nó không giống bài nào hết. Đó là ý tưởng của mình, là sự sắp xếp của mình đó. Vậy thì sơ lược qua như thế rồi, một một số các cái nhạc cụ mà để chúng ta làm cho cái việc là hòa âm. Vậy thì chúng ta vừa nghe qua xong chúng ta thấy nó rối quá, vậy thì làm sao làm được đây? Đó là chưa tính kể về cái việc là chúng ta đi học âm, hòa âm, đi chia tầng, ví dụ như trống đánh làm sao, rồi bass đánh làm sao, nền đánh làm sao, nền trên đánh làm sao, các tiếng lót đánh làm sao, câu dặn làm sao, intro nó ra sao, outro nó làm sao, câu nói đoạn nó làm sao, nó đủ thứ hết. Vậy thì để xử lý trong một bài, để ra một bài beat mà chúng ta thường mình nói là mở tôi bài beat của Đàm Vĩnh Hưng, bài beat bài đó của Mỹ Tâm, hay là bài beat đó của Sơn Tùng, ví dụ vậy, thì nghe thì nó dễ quá, tại vì người ta làm sẵn, mình lấy ra mình chỉ xài thôi thì nó dễ. Còn nhưng mà cái bước đầu mà khi mà chúng ta làm ra nó thì nó cần phải có sự ý tưởng. Ý tưởng là đầu tiên, rồi tới ý đó là mới bắt đầu là tìm cho nó những cái nhạc cụ phù hợp hay đặc trưng phong cách riêng cho cái bài đó. Cho nên mình nghe những cái ca khúc mới của những cái ca sĩ mới ra rồi, ví dụ như những cái bài mà nó nằm ở trên trend của YouTube hay là của Google vậy, thì những cái bài mới bao giờ mình nghe cũng mới mới tinh luôn, nó không giống bài nào. Đó là do ai? Do cái người quản phối khí. Còn nếu mà một cái bài đó mà nếu mà sáng tác ra trên giấy thì nhìn cái nào nó cũng như nhau, nó không có màu sắc gì, tại tuyến giai điệu nó chỉ có melody thôi và nó có lời ca thôi. Rồi thêm một cái nữa, đó là cái phong cách hát của ca sĩ. Vậy thì một ca khúc mà để cho thành công, cho nó đặc trưng, thì không phải là việc tác giả muốn viết theo phong cách gì, đó là một chuyện. Nhưng mà nếu mà cũng là những cái ca khúc nổi tiếng như bây giờ thịnh hành, mà ban đầu tiên mà chúng ta không có hòa âm, cũng không mướn những ca sĩ mà hát có những cái giọng đặc trưng cho cái bài đó, thì có lẽ bài đó cũng sẽ không có hot, không có trend. Tại vì sao vậy? Vì là bài hát là một việc, sáng tác ra thấy đó là một việc, còn cái việc để cho nó hay hay không, nó có bắt tai người khác hay không, thì nó còn phụ thuộc vào yếu tố của hòa âm, phối khí và yếu tố của giọng của ca sĩ để xử lý bài. Đó là rồi nó còn thêm một cái nữa là của cái người thu âm nữa, thu âm mix giọng đó, đủ thứ trong đó. Đó, nhiều thêm những cái vôi lót nền, thêm những cái vôi hơ, hay là la hét hay yếu gì đó, đủ thứ trong đó, làm tạo nên màu sắc cho cái vocal nó
nó đa dạng chứ nó không có chỉ đơn ngâm chỉ giọng ca sĩ hát từ đầu tới cuối thôi đó vậy đó. Có hát bè đủ thứ vậy thì nó cấu tạo rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại nói về cái việc là quản phối khí đó. Vậy thì đầu tiên là việc là chúng ta cần có một cái công cụ để mà chúng ta tạo nên những cái nhạc cụ để sắp xếp nó. Vậy thì chúng ta cần đòi hỏi những cái phần mềm nào để giúp ích cho việc là chúng ta thực hiện một cách thuận lợi và nó không có bị gò bó. Ví dụ như có một số phần mềm nó gò bó lắm, nó có bao nhiêu đó thì thôi xài nhiêu đó thôi, có muốn hơn nữa cũng không được. Vậy thì bây giờ mình lựa chọn như thế nào đi mà chúng ta có thể sử dụng đa nhiệm, có nghĩa là nhiều nhiệm vụ với nó và nó có giống như nó là một cái công ty mẹ vậy đó, và nó có rất là nhiều cái công ty con để mà nó hoạt động, chứ nó không chỉ là một chỉ một công ty đó là thôi. Thì cái phần mềm nó cũng vậy, nó cần đòi hỏi có một cái sự liên thông liên đới với những cái phần mềm khác để mà nó làm nên một cái sản phẩm. Và dĩ nhiên trong âm nhạc cũng vậy, khi mà chúng ta hòa âm, chúng ta phối khí, chúng ta cần rất là nhiều nhạc cụ của các cái hãng khác nhau nữa, chứ không phải là chỉ một hãng. Vậy thì nói đi rồi nói lại thì tôi quay lại về việc này, thì ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều cái phần mềm chuyên về hòa âm phối khí. Ví dụ như chúng ta thường nghe đó là Cubase này, rồi Nuendo này, hay là Rotune này, và vân vân rất là nhiều. Vậy thì việc lựa chọn của mình là cái nào? Thì đối với tôi ban đầu tôi cũng vậy, trước khi tôi đi học về việc hòa âm phối khí thì tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều làm sao mà một cái phần mềm nào mà những cái nơi nổi tiếng nhất người ta vẫn dùng thì bây giờ mình dùng đỡ, là mình chạy đi những cái phần mềm mà mình lỡ mình học rồi xong tới trong khi những cái studio lớn của thế giới hay là của Việt Nam người ta xài mà mình không có xài, rồi những sản phẩm mình ra nó không đạt chuẩn với người ta đó thì mình thấy là mình hơi lạc hậu rồi. Vậy thì từ ban đầu mình sẽ chọn cho nó đúng trước đi. Rồi tôi cũng tìm trên mạng đủ thứ hết và tôi quyết định tôi chọn nó là Cubase và Nuendo. Hai phần mềm này nó khá mạnh và nó là sản phẩm của Steinberg của Đức. Đây là một một bộ đôi sản phẩm dường như đó là hai anh em song sinh và nó có một sự liên thông trực tiếp với nhau rất là ok. Ví dụ như bạn có thể mở một cái rosette bên Cubase, bạn đem qua Nuendo bạn mở bình thường, hay là bạn đang sử dụng Nuendo bạn đem cái rosette của mình qua Cubase mở vẫn bình thường. Rồi và hai phần mềm này nó chuyên dụng là cái gì? Nó chuyên dụng về thu âm, hòa âm phối khí, và chúng ta có thể là thu âm cho việc là biên tập phim đó, nó là như thế, biên tập cho quảng cáo video đó. Rồi việc này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì với hai phần mềm này thì hệ thống của nó sẽ chạy chung. Khi chúng ta cài thì dĩ nhiên chúng ta cài chỉ cần mà cài một trong hai đó cũng được, hoặc là ví dụ như bạn thích cài thì cài cả hai, mình chọn phần mềm nào sẵn được vì hai phần giao diện này nó đều giống nhau. Nói đều giống nhau thì nó hơi quá đáng. Về cấu trúc menu cho tới các cái công cụ hoạt động làm việc trong đó, ví dụ như bạn biết xài bên Windows thì bạn sẽ mở Cubase, nó giống từ mọi thứ nó giống hệt. Nó về cái hình dạng thì nó hơi hơi khác một xíu về cái kiểu mẫu thôi, chứ còn lại là về công cụ hay về tất tần tật giống nhau đó. Vậy thì cả hai phần mềm này nó đều tương đồng và nó có sự hỗ trợ với nhau đó. Vậy thì bây giờ quan trọng là chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi. Và bảo đầu tiên là tôi thấy mọi người ai cũng xài Q7 hết, tôi không thích, tôi chọn Nuendo. Và tôi thấy là về Nuendo thì có thể chúng ta sử dụng để
lót video là lên để mà thu âm cho karaoke cho này kia cũng rất là tiện. Hay là sử dụng những cái video quảng cáo để mà chúng ta thu rất là tuyệt vời. Ví dụ như quảng cáo mình chèn một cái video quảng cáo vào một cái track, sau đó rồi chúng ta thu giọng nói vào, mình nhìn hình ảnh mình nói luôn, nó rất là tiện lợi. Và tiếp theo đó là cài cài đặt. Việc cài đặt của những hai phần mềm này thì nó cũng không quá khó, nhưng mà nó cũng sẽ cài nhiều hơn người khác. Ví dụ như bạn bấm cài những cái phần mềm khác á, thì chỉ cần bấm nét 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 vài ba cái là nó sẽ chạy hoàn thành. Nhưng mà với cái bộ phần mềm này thì nó sẽ cài rất là nhiều bộ tiếng trong đó, cho nên các bạn sẽ thấy khi nó chạy nét 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 xong thì tiếp theo nó sẽ đưa cho một cái bộ, ví dụ bộ trống nó cài một cái, bộ bass nó cài cái, mỗi một bộ thì nó sẽ cài một lần và nó chạy liên tục. Bạn chỉ bấm nét thôi, nhưng mà nó sẽ khi hết bộ này xong nó nhảy lên bộ kia bấm nét tiếp vậy đó, nhưng mà cũng không quá lâu để cho chúng ta làm việc này. Rồi tiếp theo là chúng ta cài rất là nhiều phần mềm để mà giúp cho chúng ta hỗ trợ việc thu âm. Nào, ví dụ như trong thu âm thì chúng ta sử dụng như những cái phần mềm chỉnh tiếng, lọc tiếng hay nâng tiếng đủ thứ hết, có nghĩa là rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cài rất là nhiều nhạc cụ để mà hỗ trợ trong việc thu âm. Thì chúng ta sẽ cài những cái bộ trống này, cài những cái bộ bass, cài những cái bộ tiếng, âm thanh, màu sắc âm thanh khác nhau, rồi cài những bộ guitar, là cài tất tần tật, rồi những cái bộ nhạc cụ Trung Quốc, những bộ nhạc cụ dân tộc Việt Nam, ví dụ vậy. Thì những cái bộ cài nó sẽ khác nhau và có những cái tính chất khó khác nhau, và nó cần có những cái công cụ hỗ trợ để giúp cho việc của chúng ta xài không bị về bản quyền. Thì đó là bước đầu. Lúc đầu tôi cũng rất là mệt mỏi về việc cài đặt. Thì ban đầu thì tôi cũng được một cái sự hỗ trợ, đó là cái người hướng dẫn giúp cho tôi việc cài, và tôi theo dõi cái cách cài, và cài cũng phải có thứ tự chứ không phải là mình nhắm cái phần mềm nào vô cũng cài hết trơn là banh sát liền. Mình cài mà lỡ mà mình cài trước cài sau nó sai thứ tự thì nó không nhận, tới giờ mình mở lên mình xài nó không nhận. Và khi mà nó đã lỗi hệ thống, đã lỗi nguyên một chùm, là mình gỡ tất tần tật hết, gỡ sạch, gỡ gỡ không còn dấu vết á, thì mình mới cài lại nó mới được. Chứ còn mà bạn mà gỡ không sạch nha, thì bộ phần mềm nó cũng tôi luôn, cái máy mình nó cũng xài không được. Vậy khi mà chúng ta cài chồng vô thì nó tự động nó nhận nữa, nhận những cái lỗi trước đó, cho nên rất là cực. Ví dụ bạn cài được 10 phần mềm rồi mà lỡ phần mềm thứ 11 đi, nó mà bị lỗi rồi, mà nếu mà bạn làm nó hơi lố gì đó, nó ảnh hưởng luôn nguyên cái hệ thống trước đó, thì là bạn phải gỡ 11 cái phần mềm nó ra hết, và bạn phải gỡ sạch phần cả tất cả ra đó. Rồi trước đây cũng vậy, có một phần mềm mà lúc đó Giga CD, đó là bộ guitar Giga CD, không biết ghi làm sao mà tới chừng mà cài là tôi nói cài cài cái bộ đó là phải để máy 2 ngày nó mới chạy xong. Phải cài tới cái bộ đó là khoảng 2 ngày, tất cả những cái khác thì có thể là một xíu là xong, có cái thì nó cũng 1-2 tiếng. Có những cái bộ rất là dung lượng rất là lớn, vài chục gig một bộ âm thanh, một bộ tiếng của nó rất là nặng và nó cài rất là lâu. Mà khi mà nó ví dụ như cái bộ guitar lúc đó không biết nó bị vấn đề gì, tôi cài 2-3 ngày, 2 ngày, có khi 2 ngày chạy gần rồi, rồi xong cái nó lỗi cái rồi bỏ trống 2 ngày đó, khổ tâm cái bộ đó. Mà bộ đó thì lại xài rất là ok và rất là hỗ trợ rất mình rất là nhiều. Thì với bộ guitar đó thì tôi có một cái chương trình, đó là giúp cho việc mà chúng ta thực hiện những cái đệm guitar cho cái người hát. Ví dụ như bạn không biết về đệm guitar đi, mà bạn muốn hát cái bài gì đó trên trên mạng, mà bài đó nó có những cái
hợp âm sẵn rồi, người ta ghi sẵn cho mình từ đâu tới đâu nó là tông rê, từ đâu tới đâu tới tông gì đó thì tôi ghi sẵn, mình chỉ cần nhập đúng vậy thôi vô là bộ này nó đánh rất là tuyệt vời. Thì ở trên trang web âm nhạc tv.com của mình thì cũng có cái phần hướng dẫn về cái việc là tạo bộ đệm guitar cho những cái người mà thường hát live nè, hay là mình muốn hát mình tự mình tạo nhạc luôn, hỏi cần sợ bản quyền gì của YouTube gì hết. Thì đó là cái cách mà để mà việc mà chúng ta tạo ra những cái nhạc đệm đơn giản, còn ai muốn phức tạp nữa thì làm phức tạp vậy thôi. Rồi bây giờ nói tiếp theo về này, thì qua lần đó thì tôi rút kinh nghiệm cho cái bộ guitar này, tôi chuyển nó thành là những cái file ISO đó, để mà chúng ta cài cái ổ đĩa audio ảo luôn cho nó thật là nhanh. Mà không ngờ là chuyển qua như vậy thì cài tốc hành không tới 5 phút xong, trong khi hai lần trước cài 2 ngày đó, cài 2 ngày mà nó còn bị trật giục, nghĩa là rồi xong 2 ngày đó luôn. Và nó sau những cái lần cài như thế là những cái máy lúc đó là những cái máy laptop lúc đó tôi sử dụng, mà ban đầu mình cũng thử làm thôi, mới học thử làm thì làm trên laptop. Thì khi mà mình cài quá nhiều phần mềm và nó chạy quá nặng thì bộ RAM của nó xử lý không nổi, với cái máy đó của mình nó cũng hơi cũ cho nên nó không có đủ mạnh, cho nên nó cày giật và nó sau một thời gian dài làm việc với mình thì nó cũng lên đường và mình bắt đầu cài lại. Đó là vậy, nhờ cài đi cài lại nhiều lần cho nên nó là mình mới có kỹ năng cài cài cho những cái bộ này nó nhanh lên, nó nhanh nhưng mà nó nhanh hơn so với xưa thôi, chứ còn việc là về tốc độ cài của nó thì nó cũng để mà cài đủ đồ để mà chúng ta làm, chúng ta phải bỏ cả ngày và chúng ta phải sắp xếp các phần mềm để chúng ta cài cho nó hợp lý. Nó là những cái bước đầu khó khăn trong việc là cài đặt cái phần mềm để cho chúng ta có đủ đồ, giống như có đủ đồ chơi. Thì có đủ đồ rồi lúc này thì mới bắt đầu chúng ta học nè, chúng ta mới bắt đầu làm, chứ còn giờ đồ nghề nó còn thiếu nữa làm sao làm. Thì vừa rồi tôi cũng có tạo một một cái bản gốc đầy đủ các cái phần mềm để giúp cho việc là các cái học viên của mình về học hòa âm phối khí online á, để mà giúp cho họ thực hiện nhanh hơn, bước đầu hỗ trợ họ nhanh hơn. Và mình cũng có tạo đóng gói để mà giúp cho những người nào muốn muốn học với mình qua những cái video trên YouTube, tại vì sau này mình sẽ hướng dẫn về việc những cái bước đầu cơ bản về việc hòa âm phối khí trên máy tính với những cái bộ phần mềm mà mình có và trên máy. Thì ví dụ như bạn có những cái phần mềm giống như mình thì mình làm sao bạn ấy làm ý vậy thì dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn. Còn ví dụ như trong nguyên cái hệ thống của mình nó có mấy chục cái phần mềm như thế mà bây giờ bạn chỉ cài được một hai phần mềm, thì khi mà mình lấy những phần mềm của mình ra để mình sử dụng thì bạn làm sẽ không có được. Đó là như thế. Thì trong những cái phần mềm đó thì không phải là mình tìm đâu cũng có, và rất là cực công để mà chúng ta tìm và rất cực công để chúng ta có, chứ không phải tìm là có. Và để cho nó có thì nó cần phải có bản rách, rất cực kỳ. Vậy thì đó là những cái khó bước đầu, nhưng mà tôi đã tổng hợp những cái khó đó để tạo thành cái dễ cho mình và cái dễ cho những bạn nào theo dõi video này và những ai sẽ học về sáng tác hay là về hòa âm hay là thu âm trên cái kênh của mình để tiện theo dõi. Và nếu bạn có luôn cái bộ công cụ này thì bạn cứ theo dõi video và chúng ta chỉ học thôi và làm theo. Đó là những cái bước đầu là mình tạo ra những cái công cụ như thế. Và cuối cùng đó là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và
Nếu mà bạn nào có quan tâm về cái bộ phần mềm đó thì mình sẽ để cái link ở phía dưới video hoặc là lên trong web của mình, đó là âm nhạc tv.com, để mà có thể tham khảo trong cái phần là khóa học và dịch vụ, thì trong đó mình có để trên đó. Và cuối lời chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn các bạn ở những video sau nhé. À, đừng quên like và subscribe cho kênh. Cảm ơn các bạn.